Một trong số các di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng ở Diễn Châu là Đền Cuông, nơi gắn liền với thục phán An Dương Vương. Đến với Đền Cuông là đến với một danh thắng có nhiều phong cảnh đẹp, đắm trong huyền thoại thiêng liêng đậm chất bi hùng lịch sử. Sự huyền bí linh thiêng của ngôi đền đã thu hút người dân gần xa về dâng hương với những ước muốn tốt đẹp cho gia đình và cho xã hội. Đầu năm là nhà gì đi du xuân hành hương là mình cầu nguyện cho gia đình mình được an khang thịnh vượng, được sức khỏe, đấy là cầu cho đoàn đi đến nơi về đền chốn. Ngôi chùa có lịch sử trên 600 năm. Chùa Cổ Am với nhiều công trình kiến trúc độc đáo là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng từ lâu của người dân xứ Nghệ cũng như du khách thập phương. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, Phật tử tại chùa lại bài trí những tiểu cảnh cùng các thiết kế đồ họa, tạo cảnh sắc lung linh rực rỡ. Dưới bàn tay khéo léo của các chư tăng và Phật tử, những công trình đón năm mới tại chùa Cổ Am đều có tính thẩm mỹ cao, hấp dẫn du khách. Lần đầu tiên anh đến với cái ngôi chùa Cổ Am này, anh thấy là một ngôi chùa rất là đẹp, rất là linh thiêng, mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Đầu năm đến với ngôi chùa Cổ Am thì cũng cầu mong một năm mới là gia đình luôn luôn được dồi dào sức khỏe và cầu mong cầu bình an và cầu một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió. Diễn Châu là một vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa. Dịp đầu xuân năm mới năm nay, Diễn Châu đã đón hơn 150.000 lượt du khách tham quan tại các điểm du lịch tâm linh. Để đảm bảo cho du khách đến tham quan được an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán, các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, giữ gìn nét văn hóa tại khu vực đền chùa. Trong dịp Tết, nhất là từ ngày 30 cho đến ngày mùng 6, mùng 7 và cái cho hết cái thân riêng thì cái lượng du khách thập phương về rất đông. Mà năm nay khi thời tiết cũng thuận tiện cho nên cái du xuân của thập phương về chùa Am ngày càng đông. Cho nên thì một là trước khi giới Tết thì chúng tôi cũng lên làm việc với chùa, phối kết hợp việc các an ninh trật tự và cũng về các vệ sinh môi trường, đảm bảo cái đi lại. Đi lễ chùa ngày đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa. Huyện Diễn Châu cùng các địa phương và ban quản lý các di tích đã đầu tư không gian cảnh quan, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật, vừa mang đậm bản sắc truyền thống, vừa đem đến dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, dần đưa văn hóa tâm linh thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Diễn Châu.